Dạ bây giờ tụi em đã đến bến sông để chờ những anh bạn đi bẫy ngao về giải cứu. Dạ. Tới luôn rồi hả em? Các thần thú, chó cá. Đợi Tiun ở đây. Bên đó nước trong à. Rồi rái cá đã nhảy đi lẫn trốn khi thấy các anh ngư dân ở đây. Sát khí quá nặng. Ui da. Chó cá, rái cá, các anh em tập hợp hết rồi đúng không? Rái cá cơ. Rồi vô kiểm tra. À, bao nhiêu ký vậy em? 15 ký ạ. Thì đi tê trốn trong đó là ok lắm luôn á. Rồi mấy bạn chó cá bảo vệ thần thú rái cá ti ti nha. Tiun thì làm việc ở đây. Em biết cầm máy quay em quay cho anh được không? Tại sao không thấy hình? Chỉ cho anh được. Dạ thưa gia đình của anh Khổng Tường Phát, thì hôm nay em phóng sanh 49 ngày bữa cuối cho anh á. Xin phóng sanh 6 kg các loài cá nhỏ bị đánh bắt bằng bẫy ngao. Dạ. Rồi bây giờ cái này cảnh này quá là đẹp. Mọi người coi nha. Ồ. Đâu, để test coi. Độ sống của cá rất là tốt. Có một số con nó bị chết. Có cái gì múc ra không mày? Để mấy con chết. Rồi. Dạ, cá sống. Em xin phóng sanh. Dạ rồi. Đây là phương pháp mà giải cứu các loài cá trong tự nhiên thành công và hiệu quả. Dạ. Mọi người xem nha. Sống hết luôn, chỉ có là hơi yếu bởi vì hơi ngợp ngợp thôi. Rồi bây giờ các anh em phụ anh múc mấy con sống ra hết đi. Dạ, dỡ lưới lên hả? Dạ. Rồi. Dạ. Dạ, phóng sanh cá này là 60.000 một ký nha quý vị. Cứu được rất là nhiều. Dạ rồi. Dạ rồi. Ti ti đợi đi con. Mấy bạn chó cá bảo vệ rái cá ti ti nha. Dạ. 6 ký cá hồi hướng công đức trong cái ngày mà anh chuẩn bị xét xử 49 ngày ở địa ngục. Dạ. Thì đây là anh rất là trông chờ người thân gia đình mình làm những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho. Thì ở đây tụi em cố gắng hết sức. Và đây là một cái phương pháp mà giải cứu cá thành công. Đáng lẽ những con này không sống được, nhưng mà nhờ những anh Bồ Tát này phát tâm tạo ra một cái lưới bẫy như thế này.
và cứu được tất cả những con cá này không để nó chết ngạt. 15 kg cá thưa quý vị. Em xin phóng sanh 6 kg cho anh Khổng Tường Phát. Dạ. Dạ, nó bắt đầu nó ngợp rồi các bạn ơi. Các bạn lấy cái tay hớt nhẹ nhẹ cùng mình phóng sanh xuống đi. Dạ. Con cá này nó bị chết cứng rồi. Tí tí. À, con này để lên đi. Hồi làm quà cho rái cá Ti Ti. Thôi mình hớt xuống luôn đi bạn. Đưa cái lưới ra luôn được. Đưa ra luôn đi. Dạ, cùng nhau chúng ta hớt số cá này ra ngoài. Lên ghe luôn đi anh Việt. Dạ. Rồi, 15 kg cá. Cẩn thận nha. Dạ, anh chị nào muốn ủng hộ giải cứu những con cá trong tự nhiên, những cá baby, thì chỉ có phương pháp đi bẫy ngao thôi ạ. Và đây là cách giải cứu tốt nhất, giúp cho cá sống. Rồi, cùng nhau nâng lên hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi, bung lưới ra. Dạ rồi, thả xuống đây nè. Rồi đó. Không đụng nhưng sao cũng thấy được á. Dạ. Rồi. Rồi 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 rồi, giữ 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 lại, ít giữ lại chính cái cá. Khoan. Dạ. Cục dính luôn. Thôi, giữ lại một nhúm cũng được. Rồi quay vô, quay camera vô anh.